nhớ rằng nó chụp cái sổ sách sẽ được đây nhưng mà chỉ ra cái tôi xem play tôi chỉ chú lo chỉ nông lên đến thấy chú bỏ ta chứ không mất lại nông lên không mất lại rồi ta đến nó cho nó chỉ mất lại chỉ nông đến thế nó là sẽ khai ta nè tôi không nói chuyện chú mồm rầm trong là chú bỏ ta chứ mất lại lòng của nó cho bốn trận nó đấy tại bên nó tôi là lón na hàng nữa chẳng có gì sao đâu lón na chị chú lo lo thế chị bầm lòng đây suy bỏ ta chị tôi mất lại đấy tôi nói đã chị trong vùng lòng căng bốn trận thế tôi suy sẵn nó nhiều khai giờ chị sẵn nó cả liền đấy luôn suy một chả cho mình sẽ đổ ta lên nữa lại ta nó chỉ chờ phải nó phun đổ nó phải lại sao nó là phun đổ phun trả nè chỉ lại nó chỉ muốn suy bỏ ta chỉ không chỉ sợ chỉ tàu nữa không có lại bỏ chơi chả lúc đi nó ta chỉ lúc tao cá chim đi ô để biết sợ thế chị để ở thời chị tông số chịu sát tận nó chịu sát tận nó chỉ dám lên lẩu lư cho nó chỉ chịu lo muốn bận bận lo suy bỏ ta đi nó đi được thằng nào cho con đạn nó thằng nào chỉ lên lẩu nữa lông lê chỉ chỉ bỏ ta này cứ bài phát nó bố hổ mà nó bố đạn nó này chú ý khó nhau con đạn nó chỉ một lại khó con đạn nó thế là dám lên lộ chỉ trong cầu cái tấu ra chỉ hàng chỉ chú ý bỏ chỉ chơi thế lúc lo lắng na chém lên chỗ xe thế đó bên hông nào đi chị mòn nhồng là xe thế chị nhóc bố sổ la nè trâu chua hàng đấy chị nó thì tiên ăn tu trồng lo lắng na bỏ hôn nên đi thế này chúng nó lột ra thắt đá nó nữa mình sửa được là xem đây cho nên sửa được là xem đây nó nữa cho mình sửa được lúc lột na nữa không nói chị na chị lột số sửa ít mông này nè thêm đây là chị phát cơ để thế thì khá dùng ổn rồi mùi dò giống lòng lên tế thì nó mất lại rồi thế này bây giờ chỉ chơi thế làm công lê thế không biết cũng chỉ mất lại thôi. Ok chuẩn này xí xí chuẩn này kiểu ngọng đa ta này
cái luôn chị còn là nó tôi thế sợ anh chị tôi thế họ làm nó tà thế này tôi còn làm na thế chị là cho mẹ mẹ nó tôi đến chơi thằng mình chơi rồi tôi chỉ tôi xem lên thế này chị tôi còn làm na thế chị chọn nó tôi nên sai cái tiền xong nó ôi xong lên em lên xong nó là thế này nó là tên là tiếng là gì rồi luôn.